Tại hiện trường, công an huyện Diễn Châu đã thu giữ hàng chục bao tải đựng hơn 845 kg pháo hoa nổ loại 36 quả. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp một nhà kho trên địa bàn và tiếp tục thu giữ thêm 5 bao tải đựng pháo nổ trọng lượng 50 kg. Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ liên quan đến Mai Thị Lý là 895 kg. Đây là đối tượng đã từng có thời gian sinh sống làm việc tại Lào. Lãnh đạo huyện cũng đã phân công giao nhiệm vụ cho tất cả các cái đội nghiệp vụ cũng như công an các xã, thị trấn trên địa bàn để ra soát, nắm các cái đối tượng mà có dấu hiệu biểu hiện nghi vấn hoạt động về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng về pháo để đấu tranh bắt giữ. Cách đây đúng một tuần, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an huyện Đô Lương, Công an huyện Diễn Châu triển khai nhiều mũi công tác, phá thành công chuyên án thu giữ 350 kg pháo nổ. Ngày 19 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố hình sự 3 bị can liên quan đến vụ án này. Từ nay đến cuối năm, Công an huyện Diễn Châu sẽ tập trung rà soát nhiều đối tượng tình nghi, địa bàn trọng điểm để ngăn chặn các hành vi liên quan đến vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ. Nhất là các đối tượng thường xuyên sang Lào buôn bán, các đối tượng lái xe khách, vận tải từ Lào về Nghệ An.